Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe à, phần tiếp theo cũng là phần cuối à, về một cái câu chuyện xa xưa kể về một cái ông mục đồng tức là ông bảy thì phần chuyện này là phần chuyện mà khi ông bảy cũng lớn tuổi rồi lúc đó ông có vợ rồi à, vợ và có hai đứa con rồi các bạn nhưng mà kiểu giống như là ông sống bằng cái nghề mà chăn trâu này nọ rồi nó, 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 nó cứ là sống cuộc sống nó bình dị bình thường vậy hoài đó chứ nó không có khấm khá và giàu đó thì làm lụng thì cũng đủ là trong gia đình sinh hoạt cái nuôi con này nọ thôi thì lúc đó có xảy ra một cái sự việc mà khiến ai nấy cũng bất ngờ chứ Bởi vì từ đâu có một cái bà Cái bà này á, khi mà bà đến nhà Bà mới đem thêm một số tiền rất là lớn để mà bà cho ông Bảy Thì cái lúc ban đầu bà đi vô á Bà con hàng xóm thậm chí là ba má của ông Bảy và vợ con ông Bảy luôn Cũng không biết bà này là ai Bà vô rồi á, thì nhầm khi người ta nghĩ là rồi cái bà này chắc là bà dính vì cái chuyện tâm linh gì đó thì bà mới cần đến ông bảy và bà đến nhà bà tìm và nhà bà thì chắc có thể là giàu có cho nên là bà đưa ra một cái hậu lễ trước khi bắt đầu giúp đỡ cho bà đó thì ai cũng nghĩ như vậy thôi ai mà có ngờ đâu khi mà đi vô trong nhà đó gia đình ông bảy không biết chẳng đành thì ngay cả ông bảy cũng không nhớ bà này luôn tôi không biết bà là ai chân tự nhiên mà vô nhà tôi rồi bà nói là bà đền ơn nó bà nói bà đền ơn và bà đưa cho một số tiền rất là lớn ông Bảy cũng nói không 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 tôi không có biết gì bà trơn sao mà bà bà đưa tiền cho tôi bà nói mang ơn gì tôi đâu có làm ơn gì cho bà đâu đó thì lúc đó cái sự việc mới nói theo kiểu là hai bên nói qua nói lại anh là chú là chú có ơn với tôi à, là tôi tới đây tôi trả ơn cho chú thì còn ông Bảy thì nó không không tôi biết bà không biết bà có làm sao mà bà làm ơn cho bà được đó thì có người hàng xóm người ta mới nghe đi Người ta mới đi lại người ta hỏi đùa, Có khi nào là uh, chú Bảy đi đâu đó Rồi gặp một cái người nào uh, Rồi giúp người ta không Rồi vô tình cái người đó là là con cháu của bà này không Đó thì lúc đó cái bà này bà nói Không cái chú này chú giúp tôi Cái phần lợi này là tôi nhờ chú tôi mới sống được Là tôi đến tôi hậu tạ cho chú Nói ra cái không mai hiểu gì trơn sửng sốt hết trơn luôn ông bảy một bực nói là không tôi không quen bà mà bà đem đồ về đi tôi quen biết gì bà đâu mà trả ơn cho tôi đó. thì cuối cùng mới các bạn bà nói ra rồi thì bác kể lại một câu chuyện của bà thì lúc đó ông bảy mới sực nhớ và những người trong xóm mới hiểu được cái nguyên nhân tại làm sao và một người đem tiền bạc đến để mà cho để nói là trả ơn còn một người thi ơn thì không hề biết đó, thì cái chị câu chuyện như thế này thì cái bà này á thời điểm đó nha là bà cũng đã là 53 năm bốn tuổi rồi và bà này bà làm thầy đó thì bà làm thầy nha các bạn bà không có chồng đó nhưng mà bà có hai đứa con nuôi mà hai đứa con của bà lúc đó là cũng cỡ là mười mấy hai mươi tuổi rồi thì cái đứa bé gái á, nó không có làm nó không hợp cái số với bà không có ngoại đồng cho bà được còn cái người con trai á lúc đó là cũng là 21 tuổi rồi thì là cái người mà vừa là con nuôi vừa là một cái người ngồi đồng cho bà luôn đó thì bà là thầy à, kiểu mà lên đồng lên cốt á các bạn giống như ai có diện tâm linh gì mà tới bà giúp rồi bà mới kêu cái người con trai nuôi của bà ra rồi cho ngồi đồng để lên xác này nọ bà này cũng giỏi à, về cái, cái diện mà bùa phép này nọ đó bắt ma này nọ hay bùa này bùa kia bà biết rành đó. bà giỏi lắm thì nhà bà cũng nhờ cái người có giỏi của bà đó mà bà rất là giàu đó bà này bà giàu lắm thôi bà bảo gọi là bà à, bà năm đi bà năm thầy bói đi đó nói vậy để cho chúng ta dễ nhận định với lại bảo kể cũng dễ hơn chứ để lớn tuổi mà bảo kêu bà bả bà, bà, bà thì cũng kỳ đó thì bà năm á ở trong một cái chỗ đó là cách chỗ này nha là mấy chục cái số cách chỗ của ông bảy một đồng là mấy chục cái số lần là. nhờ làm cái người đó thì bà mới giàu và nói chung á bà giàu nhưng mà bà không có khinh người tính tình bà cũng tốt lắm bà con hàng xóm người ta cũng quý lắm Đó thì sau khi bà giàu có rồi đó thì cỡ như là bà coi um, số mạng hay là bà đi làm bắt ma gì đó hay bắt ma bắt quỷ gì cho ai đó thì gần như là bà không lấy tiền bởi bà nghĩ rằng à, bà của cải đồ cũng nhờ bắt ma bắt quỷ này nọ thì bà giàu có quá rồi thôi bà không lấy tiền nữa ai cho nhiêu bà lấy đó bà đi làm phước thành ra đó là người ta cũng rất là quý gia đình của bà bà đến năm mươi mấy tuổi rồi gần như là những cái ông thầy pháp gần gần đó người ta bỏ đi chỗ khác hết trơn không ai mà làm được với bà hết không phải là bà ganh ghét hay là bà làm cái gì nha nhưng mà do là bà thứ nhất là bà giỏi thứ hai là ở tuổi đó 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 thì bà đã là một cái người uh, biết làm công quả rồi mà thầy bói bà vợ vừa giỏi mà vừa làm công quả cho người ta như vậy thì đương nhiên những người xung quanh người ta tìm đến bà trong đó ta nghèo khổ nhiều mà còn những cái ông mà 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 uh, có tiền có bạc á, thì đương nhiên phải tìm cái, cái, cái bà thầy giỏi chứ đâu có tìm mấy cái ông mà dở hơn thành ra là những người thầy bùa thầy pháp ở gần khu vực đó coi như là không có đất sống, người ta phải đi chỗ khác. thì bà năm mới giết rồi bà không có còn mà cái 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 việc mà bắt ma với bà đối với bà nha, thì bà giống như là bà chưa gặp một con quỷ nào nó quá mạnh thì thì cái đó là cái duyên số của bà thôi. còn ở trong gần cái khu vực của bà ở cái danh tiếng bà có, tiền bạc bà có, tuy bà không có chồng nhưng hai đứa con của bà cũng rất là hiếu thảo. Và, và, và hiền lành cho nên là bắt cái bà như là bà tội nguyện hết mọi thứ rồi mà con người ta khi đã tội nguyện tất cả những cái, cái, cái việc này việc kia rồi đó thì sẽ sanh ra chân cầu một cái gì đó nó mới mẻ hơn thì à, lâu lâu cũng có mấy cái ông thầy pháp cũng tới nhờ bà đi Bắc Na bà nhớ có một lần á bà bắt cho một cái dông này mà mấy ông thầy pháp nể bà luôn không có còn dám mà 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 nhầm khi người ta tới người ta nhầm khi ờ một người làm không loại bà nhưng khi hai người làm có loại bà không đó nhưng mà cái lần này á bà đi và bắt một cái dông đó là bà không cần người ngồi đồng người gì hết thì cái sự việc nó xảy ra ở trong cái chỗ cách cái chỗ bà cũng vài chục cái số thì có một cái gia đình cái gia đình này á là chỉ có một con trai duy nhất thôi mà hai người đó thì bảo sẽ gọi là ông ba bà ba đi Ông ba bà ba có một đứa con trai duy nhất à, Tên là Thắng Đó thì à, cái cậu Thắng này nè Thì cũng là một người bình thường thôi Nó tốt không tốt nó xấu không xấu Còn ông bà ba thì đối với mọi người ở bên ngoài đó Cũng bình thường Một cái gia đình bình thường chỉ có cái là giàu có thôi Nhưng mà ở trong cái gia tộc à, dòng họ đó Thì ông ba này hồi trước á Ông làm một cái việc rất là xấu Ông hại Ông hại cái người em út của ông Lúc đó là chưa có vợ nữa Vì tranh cái phần tài sản lớn lao của gia đình để lợi đó Thì ông có làm một cái hành động xấu Là hại chết Nói chung là ông không muốn hại chết đâu Ông chỉ hại bệnh thôi à, Bệnh thôi kiểu là, là là không thể nào mà kế nghiệp cái tài sản của gia đình được Nhưng mà vô tình thì cái lần đó đó Ông Út á, do là ông bị cái cái, cái giống như thương thế rồi bị hại mà ông không biết người bị hại nghe đâu không biết không ai biết chân á thì ông nằm ở trên giường giống như là gần như là một người thực vật mỗi khi muốn bước ra ngoài đường cũng phải nhờ hai cái người hầu này nọ người ta mới kè ông ra ngoài ông thấy cuộc sống khổ sở quá đi ông chịu không nổi hồi trước mình là một người mà sức khỏe này nọ thì ông mới nghĩ đến cái việc là tự bằng thì sau khi mà ông cũng tự vặn rồi thì đương nhiên trong nhà chỉ có hai người con trai thôi mà hồi đó là kiểu giống như là con trai người ta quý hơn, hơn phụ nữ nha người ta còn hơi phong kiến đó thì lúc đó ông ba ông sở hữu toàn bộ cái việc tài sản và ông lo ma chay rất là chu đáo cho ông út một phần vì ông cũng có cái sự hối hận trong đó nhưng mà sự việc lỡ rồi không ai biết thì chẳng lẽ ông lại chạy ra ngoài ông đi là tự báo cho người ta tự khai với người ta mà hồi trước hại người là đền mạng nha cái ông ba này á ông cũng rai rất lương tâm của ông đi rồi sau đó con cái ông lớn lên này nào nè cũng thành tài nói chung là thành tài rồi cũng sắp sửa tới cái vừa tuổi mà cưới vợ rồi còn gia đình ông thì cũng bình thường thì nó xảy ra cái việc tâm linh rất là rùng rợn luôn đầu tiên á, là ông có một cái người em kết nghĩa cái người em này thì ở cái cái, cái xứ khác ở bên đâu bên vợ ổng á thì ông hợp tính này nọ rồi, à, rồi, tới lui làm ăn với nhau thì ông kết nghĩa với cái người đó thì cái ông mà bạn kết nghĩa của ông á mới đi đến nhà ông chơi thì cái lúc mà đi vô trong nhà đi vô trong nhà cái cái người này mới thấy là lúc đó cỡ gần 12 giờ trưa người ta tới nhà ổng đi ta đi có một mình với một cái người hầu à người giống như là là bây giờ mình kêu là ô xin đó là cái người giúp việc đó đó thì ông mới đi lại ông đi lại thì ông dòm ở trong nhà ra đón ba cha con của ông năm ông ra đón xin lỗi các bạn là ba cha con của ông ba ra đón còn uh, cái ông khách này nè bảo kêu là ông khách ha thì cái ông khách này ông dòm vô trong nhà ông mới chỉ vô trong nhà ông nói như vậy ông nói ủa sao còn một người nào ở trong nhà đứng dòm da không lẽ là là da là, 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 là nhân của um, gia đình của cái ông ba đó cái ông khách thì ông cũng đâu có suy nghĩ ông dòm thấy như vậy thôi cái ông mới đi vô ông đi vô thì ông thấy là ông bà ba với lại chú thắng ngồi tiếp đãi ổng rồi bà ba phải đi xuống dưới bếp hồi đó giống như là ngồi ngoài trước là phải đàn ông ngồi nha đàn bà là phải đi vô trong bếp đó thì bà mới đi trong bếp bà màng mụn này nọ rồi bà bưng đồ đem ra rồi con bà là chú thắng phụ cái ông khách ông mới nói á ông nói ủa anh ba ơi sao mà trong nhà còn người làm sao không kêu người ta làm có mấy nè để tôi kêu thằng làm giúp việc cho tôi nè nó vô nó phụ chứ sao mà để chỉ màng mụn vậy đó thì ông ba mới tình thiệt cũng nói thiệt đi ông mới nói là không nhà tôi á à, không có mướn người à, giúp việc nhưng mà lâu lâu có công việc gì làm không kịp á thì mới 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 mới, à, mới kêu thôi còn bình thường á là gia đình tôi là sinh hoạt trong gia đình nè à. không có kêu người à, giúp việc gì hết trơn á cái ông này á, thì ông ông khách nào mới nói nó ủa vậy sao nãy tôi đi tới đây tôi gặp một người đứng trong nhà dèm giá là trong nhà còn ai nữa không ông ba nó không trời ơi Nghe tin chú đến á Là hai vợ chồng tôi với thằng Thắng là ra tiếp Cả gia đình tôi ra bên ngoài thì trong đây đâu còn ai nữa Chắc là chú đi đường nọ nắng nôi mệt nhọc cho nên chú dậm nhầm Nhưng mà cái ông này thì ông nói là không nghe Không có nhầm, ông thầm, ông nói thầm trong bụng á Sao mà nhầm được Rõ ràng mà nhìn thấy một cái người ấm ốm cao cao Ông Út mỗi lần ông ấm ốm cao cao Mà tóc của ông á Là Ông để dài không à Chứ không có để ngắn Ông để dài thòn xuống vậy nào cái ông nào ông khách này mới nói ủa vậy chắc tôi dòm lầm nhưng mà nãy tôi dòm rõ ràng là một cái người ốm ốm cao cao mà tóc để để dài mà trong sớm và của cái ông ba đó ít có ai để tóc dài lắm nha mà dù cho có dài là mấy ông lớn tuổi á trong khi mấy ông cột lên trên của tỏi trên rồi chứ không ai mà, mà mà, 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 xả xuống vậy mà ông thấy là ông tóc mà kiểu mà nó hút, hút cái, cái cái, 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 lỗ tai chút xíu nè ông dòm rất là rõ ông nói vậy cái cuộc nói chuyện nó cũng qua đi nhưng mà ông khách này cũng suy nghĩ trong đầu hoài ổng nói ủa sao mà mà mình thấy rõ ràng mà lầm vô đâu được ta đáng lý là, là, là ngồi nói chuyện một hồi là phải quên đi nhưng mà cái, cái ấn tượng của ông này nó quá sâu ông khách này cái ấn tượng sâu quá đi ông không thể nào quên được ông tức mình quá cái mới đi ông đi ra ngoài ông đi ra ngoài làm bộ ông đi một vòng cái kiểu là ông đi về đây rồi ông đi một vòng ông tham quan thôi nhưng mà thật sắc á, là ông kiếm coi có gặp cái người đó hay không ông mới khiều cái người giúp việc của ông á thì cái ông giúp cái chú giúp việc này nè chú rất là nhạy bén và thông minh thì ông mới nói á là nãy giờ đi tới nhà mày có thấy trong nhà có ai không thì cái người giúp việc đương nhiên đâu có dám mà cãi lời chủ thấy sao nói vậy cái người giúp việc mới nói dạ con có thấy à có thấy một người ở ốm cao cao tóc hơi dài dài thì lúc này cái ông khách ông giật mình là bởi vì sao bởi vì bổn phận làm tôi tớ người giúp việc thì cái lúc mà cái ông khách ông đi vô trong nhà của ông bà ba đó thì cái người giúp việc chỉ đứng bên ngoài thôi chờ sai việc thôi chứ không có dám đi vô ở trong cái, cái cái sảnh đường nhà chính của cái ông ba này thì cái người giúp việc đó đâu có được đi thẳng vô nhà trừ khi được cho phép mà ông khách thì ông giữ lễ thành ra là ông nói là để cho tao đi vô mày ở đây mà chờ có nghĩa là từ sớm tới bây giờ những lời của ông nói với lại ông ba về một cái người ở trong nhà dòm ra là cái người giúp việc không hề biết không hề biết cái cuộc trò chuyện thì làm sao biết được cái người ấm ấm cao cao và tóc nó nó, nó dài dài giống như mình đã thấy cái ông mới thấy kỳ kỳ nghe ông khách thấy kỳ kỳ ông nói nếu như mà một mình mình dòm á thì nhầm khi còn 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 có cái chuyện mà lầm còn cái này cái thằng giúp việc nó có dòm nó cũng thấy mà mà bây giờ chủ nhà người ta nói không có thì mình biết trả lời làm sao nhưng mà nếu như không phải là người trong nhà thì có khả năng cái người này là trộm mà ăn mà ăn trộm cũng không phải nữa ăn trộm gì mà đứng trong nhà dòm ra mình gặp phải chạy chứ làm gì dám mà, mà, mà đứng đó dòm cái ông phân quăng thắc mắc hoài đi tự nhiên cái ông cảm giác cái người ông rợn rợn lạnh lạnh mà thời buổi hồi đó thì ma cỏ quá là quá nhiều rồi cái ông mới suy nghĩ là không lẽ là trong nhà của cái ông ba này á là có một cái dông cái dòng anh em gì đó ở thành ra là ông mới vô nhà hồi nãy ông cũng cúng kiến rồi nhưng mà ông không có để ý nhiều cái ông mới đi lại ông làm bộ ông vô nhà ông nói chuyện này nọ ông mới nói ông đề cập ông đề cập nha ông đề cập là ở nhà tôi hồi trước á là bàn thờ này nọ vậy 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 đó anh còn là mồ mã tổ tiên là để phải sao nhà đó thì nói nào ngay lần đầu tiên tôi tới thì cũng muốn à, trước hết á, là thăm anh thì đương nhiên rồi thì cũng muốn thắp cho một nén nhang trên bàn thờ cũng như là một nén nhang ở ngoài cái mộ đó thì cái ông ba này ông thấy là cái ông em kết nghĩa của mình có cái lòng như vậy rồi đâu có từ chối được mà muốn thắp nhang ngoài mộ thì phải thắp nhang ở chính đường một cách trang trọng hơn thì sau đó mới đi ra ngoài mộ hồi nãy là sắp giống như là bước vô trong nhà chào hỏi xong rồi bước là xá xá thôi đó cái ổng mới đi là cái chỗ bàn thờ ổng mới dòm đó. đi lại bàn thờ để ông dòm kỹ lưỡng mà hồi trước là ông ba là làm ma chai cho mút rồi dỗ quải đầu trong nhà luôn đó cái nhưng mà bàn thờ em mình còn quá nhỏ là không có để theo kiểu là cái di ảnh mà khắc họa hồi xưa vẽ ra đó có mấy thầy vẽ người ta vẽ ra đó thì không có để cái di ảnh đó ở trên cái bàn thờ của những cái người mà 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 trưởng thượng mấy người mà mà tổ tiên qua đời rồi đó là để ở cặp một bên ở phía dưới đó cái ông khách này ông quay sang ông dòm thì ông thấy tuy là ông không biết chắc chắn có phải là cái cái bóng hình này mình dòm thấy hay không nhưng mà người này dòm thì dòm thấy là ờ à, ấm ấm cao cao cũng là tóc dài rất là đóng mà hồi trước á mấy người giàu có người ta quà cái chân dung của cái người mà để thờ phụng á thì một là cái tư thế ngồi hai là cái tư thế khoang tay đứng hay gì đó nhưng mà vẽ là vẽ toàn viện từ trên xuống dưới. Đó. cái ông khách ông mới dòm ra dẫm giật mình đi thì lúc này là ông, ông chắc nịch trong đầu rồi ông nói rồi rồi vậy là cái gia đình này là là là, là có một cái dông nhưng mà anh ba á, thì ông mặn ăn mà đó giờ ông giàu có à, của cái đầy như vậy thì chắc cái dông này là cái dân phù hộ gia đình nóng ông khách là ông biết là ông nhìn nhìn thấy ông rồi nhưng mà ông cũng là cái người mà có rất là nhiều kiến thức thành ra ông đi đây đi đó nhiều mà ông giàu có không có tiền có bạc nữa mà hồi đó ma cỏ nhiều cho nên là thầy bối ông vẫn hỏi những cái mấu chốt quan trọng để ông giữ làm cái kiến thức cho mình đó thì ông mới nghĩ là rồi 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 vậy là cái nhà này nhờ cái người này phù hộ cho nên là anh ba mình mới làm ăn phát đạt như vậy thì sau đó ông cũng đi ra ngoài mộ ông cắm nhang và ông lợi nghe cái mộ của cái, cái ông ông út nè ông mới nói á ông hỏi thăm rồi ông biết rồi người này là em ruột mà ông ba nói là hồi đó bệnh đó. thì ông mới lợi ông, ông khắn giái nha ông mới cầm cái nhang lên khắn giái như vậy nè ông giái 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 ông nói là à, chú út ơi tôi á là em kết nghĩa của anh ba kể như á là tôi với chú ti là chưa có duyên gặp gỡ nhưng mà cũng kể như là mà người thân rồi thì thôi bữa nay tôi tới đây lần đầu tiên tuy là quen biết anh ba đã lâu rồi nhưng mà không có dịp về uh, uh, tại nhà của ảnh thì bây giờ tôi tới uh, có thắp cho chú nén nhang ở trong nhà thì ra đây cũng thắp cho chú một nén nhang uh, tôi nói thiệt là tôi rất là quý mặc dù là chưa thấy chú sống bao giờ nhưng mà chú hiện diện trong nhà phù hộ cho anh mình như vậy là chứng tỏ chú rất là thương anh mình tôi rất cảm phục chú dù là trong hồn nhưng mà vẫn là, là là, là thương anh của mình thì cái ông khách ông nói như vậy là ông nói thật lòng của ông á nghe đó, cái xong xuôi đâu đó rồi cái ông đi vô thì cái ngày hôm đó cũng mọi việc nó cũng diễn ra suôn sẻ à, hai bên vẫn vui vẻ với nhau một cách bình thường thì tối đó cũng uống với nhau vài ly xong rồi mới đưa cái chỗ cho cái ông khách này với lại cái người giúp việc á là ở tối đêm đó khi đang nằm ngủ ở trong cái chỗ của mình một cách đàng hoàng như vậy thì theo lý mà nói thì cái người mà mà giúp việc là không có được ở trên mà ngủ chung với lại chủ nhưng mà do là ông um, khách này ông cho phép tại vì ông tới đây cũng một mình nên nè à. mà cái đây là thân tính à. cái người giúp việc thân tính ông mới kêu theo mà đó thì ông nói thôi mày đừng có ngủ ở dưới tao với mày thì tao thương mày mày cứ lên đây mà ngủ với tao đó thì cái người giúp việc đâu phải lần đầu tiên ngủ chung với ổng đâu lên liền lên rồi á thì ổng mới khiều khiều người giúp việc á ổng nói vậy nè ổng nói ơi mày đi chỗ lạ thì mày vô nhà người ta mày ngủ biết rằng là trong nhà trong cửa nhưng phải xin phép một tiếng nha dạ dạ con biết rồi ông chủ trời ơi cái này ông khỏi dặn con cũng nhớ nữa đó thì hai bên cũng ngồi khắn nằm khắn vậy đó khắn xong rồi ngủ ngủ tới khuya thì cái ông khách đang ngủ ngon lành vậy đó thì ông bị một cánh tay khiều khiều mà khiều bị bật dậy hết trơn cái ông mới giật mình ông mở mắt ra mà trong cái phòng của ông ấy thì có một cái đèn dầu và đốt một cái loại uh, hương mà hương thơm đó các bạn thì cánh sáng nó là đà 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 nghe thì nhà giàu vậy cái ông dòm ông dòm ông mở mắt ra thì ông thấy cái cái canh cái, cái, cái chú giúp việc á chú ngồi vậy nè chống hai cái tay xuống ngồi như kiểu là là dân nhà giàu hồi đó đó ngồi chống một cái tay cắm xuống cái như này nè cái mà dòm dòm lơm lơm vô cái ông khách đầy tớ thân tính của ổng mà tính cách làm sao biết không bao giờ mà dám hỗn láo như vậy hết trơn cái ổng mới nói ấy sao nửa đêm nữa hôm mày không ngủ mà bây giờ à, mày, mà... mày mày mày, nửa đêm mày mày, mày tao làm chi vậy có chuyện gì thì ông cũng 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 là là, là lo coi là không biết có chuyện gì hay không mà thằng đại tớ của mình nào giờ nó nó nó, nó đâu cho đó đàng hoàng lắm mà sao nửa đêm nó hôm nó kêu mình thì cái lúc đó cái người đại tớ nói chuyện mà cái giọng khác khác xa với cái giọng bình thường ông ngồi dậy đi ngồi dậy nói chuyện với tôi cái giọng thấy lạ quắc à nghe nhưng mà do là đang ngủ mới vừa giật mình thức dậy đó thì cái lý trí của ông nó chưa có được minh mẫn ông mới bực ông nói ê tao cho mày lên ngủ chung với tao rồi giết mày lưng hả mày cái nó mới thò cái tay ra nó nắm cái cổ áo của ổng á nó gịch vậy vậy nè mà ổng thì ở miếu còn dạng như là ít có lao động còn cái sức lực của cái người đi theo giúp việc cho ổng một phần cũng là đi theo giúp việc một phần theo bảo vệ ổng mà cho nên cũng có võ sức lực nữa mà thêm này bị ma nhập nữa bây giờ kéo ông cái tỉnh bơ vậy nè Ông, ông ông nghĩ ra không nổi, ông định la lên thì chỉ mặt ông cái, ông im đi. Tôi không phải là cái thằng giúp việc cho ông, mà tôi là cái người ông thấy hồi trưa nè. Đó thì lúc này cái ông khách ông mới nhận ra rằng, ông mới hiểu được rằng trong cái xác cái người giúp việc cho mình là một cái hồn ma và cái hồn ma đó không mai đâu xa lạ. Con cái ông chưa dám chưa dám chắc chắn một trăm trăm, ông mới quay sang ông hỏi ổng ừ, vậy là chú là, 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 là chú út phải không ừ ừ một tiếng là ông này em xanh mặt rồi nhưng mà như bảo đã nói á mấy cái ông có tiền có bà mà đi xa hồi xưa á lúc nào trong người em cũng có bùa ở trên nghe tại vì ma có nhiều lắm cái ông theo cái phản xạ tự nhiên ông có định thọt tay vô túi em lấy bùa thì ông út trong cái xác của cái người giúp việc á mới nói vậy nè ông ông khỏi lấy bùa cái lá bùa của ông đem theo á mấy cái dòng kia thì được chứ tôi là không có được đâu khỏi lấy ra mất công lắm mà ông biết sao được kêu ông chạy không cái ông khách cũng biết là mình gặp phải một cái dòng dắt là là, là là linh rồi và cái bùa của mình là không khả năng rồi cái ông có kinh nghiệm ông mới nói à, chú út ơi tôi á, là bạn của anh chú tôi tới để mà tôi thăm rồi cũng thắp nhang thắp hương cho chú đàng hoàng mà sao chú nhập vô thằng giúp việc cho tôi chú chú làm tôi sợ quá chú út ơi sợ cái gì chính vì tôi thấy ông đàng hoàng cho nên á tôi mới nói cho ông là ngay bây giờ ông đi ra khỏi nhà đi chứ nếu như mà ông không đàng hoàng á là đêm nay tôi giặt ông với thằng này chết rồi tôi thấy đàng hoàng nên tôi tha cúng cho tôi một cây nhang tôi cũng nhớ đi đi không có hỏi nhiều ở lại là bẻ cổ chết à nói xong cái đứng dậy các bạn đứng dậy đứng dậy bước ra khỏi cái mùng đi ra mở cánh cửa dòm lợi công khách ổng là ổng lơm cờ mùi vậy ta chân rung lẫy bẫy chân á thì cái ông út này không nói nữa dọn đồ dọn xong đi nè dọn xong là đi ra liền nghe tôi nói rồi nghe ông mà không nghe ông chết gian chịu thì xuất ra xuất ra thì cái ông này tớ này em đâu hiểu gì đâu chút xíu ông tỉnh nè à. ông tỉnh rồi hỏi ủa cái gì vậy sao con nằm đây vậy ông chủ mày 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 dọn đồ phụ tao lại lên lẹ lên thì cái người đầy tớ mới dọn dọn quá trời dọn luôn xong rồi là ổng mới là là dắt đi ra bên ngoài mà nhà cửa người ta ban đêm ban hôm mình nửa đêm bỏ đi mà lỡ mà sáng người ta có xảy ra chuyện gì là mình phải chịu đó thì ông mới cố tình ông kêu ông nói anh ba anh anh ba ơi tôi 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 về nghe anh ba ơi thì ông ba ông mới nghe ông nghe cái tiếng em kết nghĩa của mình sao mà nửa đêm hôm rồi về thì ông bước đi ra ông đi ra ủa chú sao mà nửa đêm hôm vậy chú nói ở chơi với tôi mấy ngày mà à, à, tôi có cái tôi sực nhớ ra có cái việc gấp mà cái linh cảm của tôi á hình như ở nhà có chuyện gì nó 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 nó, rất là quan trọng anh ơi tôi phải về liền đó cái ông ba ông nói ừ, nếu mà có có chuyện như vậy thôi thôi tôi không dám giữ giữ chú thôi, thôi bây giờ nó tôi đi ra tôi kêu chứ nửa đêm nữa hôm mà chỗ đâu mà nó đưa chú về thì ông khách này nè ông vẫn là là, là đợi chứ bây giờ ông đi ra ông, đã, ông đi bộ đó mà đi hồi đó là phương tiện đi nhiều nhất là bằng ghe đó mà ban ngày này nọ tao ta mới có tiếng ta đi ghe chứ còn ban đêm ban hôm nữa khuya như vậy ghe đâu mà đi cái ông ba này thật sự là ông cũng quý cái ông khách nó ông mới chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia ông kêu ghe lợi mà ghe ghe lớn đàng hoàng an toàn người chạy ghe cũng là một cái người đàng hoàng đó thì ông mới đem đồ đạc mà ông chuẩn bị sẵn để mà ông tặng cho ông khách á ông đem ra ông đem xuống ghe hết trơn mà chính bản thân ông là cái người khuân giác xuống cái ra tới cái cái chỗ mà 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 tiễn ổng á ra tới cái chỗ ghe ra mập đoạn kia là, là, là chuẩn bị đi về á thì lúc này cái ông khách á ông mới kêu ông kêu anh ba ơi cái ông ba ông, mới đứng trên bờ lúc đó là ghe lui ra rồi ông mới kêu chiếc ghe tấp vô lại tấp ghe vô lại rồi á thì cái ông khách nào mới nói anh ba ơi sao mà chú út dữ quá nó thì ông mới kể ông cởi lại cởi tới đâu là cái ông ba ông xanh mặt tới đó nha nhưng mà ông đâu có thể nào để lộ đó, thì ông khách nó mới định nói ra cái suy nghĩ của mình là không biết là cái gì cho theo là dông hồn mà theo cái kinh nghiệm của ông mới là những trong hồn như vậy là quá nghiệp nặng dữ lắm ông tính nói câu đó thì ông chưa kịp nói nữa ông mới thấy là ở phía trước xa 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 dáng cô bút đứng đó giờ giờ một cái là ông xanh mặt không dám nói luôn ông mới đi lên ông lên ghe xong rồi ông đi thì ông ba này ông nghe cởi như vậy rồi á Ông ớn liền, ông bước vào nhà là ông sợ liền Thật ra gần đây là trong nhà của ông Đã có xảy ra cỡ chừng một tháng nay Là liên tục những cái việc tâm linh này nọ rồi à, Nhưng mà Ông thì ông, ông giàu có Mà thêm cái là ông biết mấy ông thầy giỏi nữa Mà trong nhà ông có trắng chặt Các kiểu tụng linh hết trơn đó. Với lại hồi lần ông có làm cái việc xấu đó các bạn Người ngoài không biết nhưng làm sao Ông che đậy được cái bản thân của ông Ông biết là ông đã làm cái xấu rồi Mà cái thời buổi đó là giống hồn đó, họ, họ chết quan chết ức rồi, đó. họ theo họ báo thù thì ngay từ cái lúc mà ông út mà ông chết này nọ là ông đã mời thầy bà trắng chạch xung quanh nhà các kiểu rồi cho nên đó, vì lẽ đó mà mấy mươi năm ông út không có có, có trả thù được ông cứ vắt vưởng ở trong nhà ông che lúc nào ông cũng ẩn nắp ông không cho những cái ông thầy pháp khi mà ông ba ông mời mấy ông đó về là ông không xuất hiện ông làm như không có gì vậy đó thì bây giờ tới cái giai đoạn mà ông trả thù nè rất là khủng khiếp thì sau đó đó có một cái người ở hàng xóm thì cái ông này á ông rất là gan ông đi với con ông thì hai ông mới hai cha con mới đi qua nhà của ông ba đâu có mấy bữa sau á đi qua nhà ông ba để mà 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 kiểu mà là ngồi chơi với nhau uống với nhau rồi đi rượu đó thì ông xỉn quá đi còn người con á, thì cũng không có xỉn gì mấy mới định đưa ông về nhưng mà ông ba ông giữ lại rồi mà có vụ trong người rồi chứ bình thường đâu có dám giữ người lại nó thôi là ở đây đi ở đây đi ờ, ngủ với tôi bữa còn con anh cho ngủ với con tôi đó thì mới đi vô ngủ vô ngủ như vậy thì đến nửa đêm á đến nửa đêm nha thì cái ông hàng xóm này nè ông dậy lên đành đạch đành đặt luôn như thể là ai bóp cổ ông á khiến cho ông bà quản hồn quản dĩ ông cũng la là làng lên thì lúc đó ở bên trong nhà con trai của cái ông hàng xóm và kể cả chú Thắng đều chạy ra bên ngoài Chạy ra bên ngoài thì thấy cái cảnh tượng là Ông ba đang quá hoảng sợ và nó nhảy ra bên ngoài rồi Còn cái ông hàng xóm này nè Ông cứ liên tục ông dậy lại bạch 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 hai cái tay Ông hơ qua hơ lại hơ qua lại trước mặt với cái tư thế nằm Có nghĩa là ở trước người ông hình như có ai đó đang bóp cổ ông Nhưng mà dòm thì dòm không thấy chẳng ai thấy cả Người con do là xót cha mình cái gì vậy gì, 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 gì? thì cái ông ba ông quá hoảng sợ rồi ông không có, có, có nói được cái gì toi, tôi không biết để sao tự nhiên ảnh vậy kind of like? thì mấy người mới nhào vô nhưng mà mọi người đều vô lực thì chứng kiến cái cảnh cái ông hàng xóm này ông chết ngay tại chỗ luôn ông bị bóp bóp cổ chết tại chỗ luôn các bạn đó thì sau này mới biết nha là khi mà có người chết rồi đó nhưng mà may mắn cho ông ba là lúc đó có cả cái người con trai ở đó và cũng chứng kiến chứ không thôi là ông ba là, là, là uh, vướng vào cái chuyện là, là rắc rối rồi cái cái người con mới nói là, là tía tôi cũng uh, không biết là là, là là bị sao mà tối đêm đó cứ quơ tay quơ chân rồi tía mắt thì người ta cũng chốt lại ở cái chỗ là giống như là 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 cái ông này do là ông nhậu xỉn rồi ông bị chứng bệnh gì đó ông chết nhưng mà riêng ông ba đó thì ông nói là không được rồi kiểu này á khả năng là thằng út nó dời rồi nó nó muốn tìm mình nó, nó báo quán cái ông mới đi mời thầy pháp về thì cái cớ này nó cũng bình thường thôi bởi vì sao bởi vì trong nhà có người chết thì cái ông này ông đi mời thầy pháp về là cũng chuyện hết sức bình thường nhưng mà ông ba lại không cho cái người con đi qua à, giống như cúng kiến bình thường ở ngoài á thì chỉ nói là con ơi cháu ơi uh, bác cúng á là do là cúng cho nó không còn cái xui xẻo này nọ dù sao cũng nhà của bác thì cái người con cũng không có nói gì đó thì một ông thầy pháp rồi hai ông thầy pháp thậm chí là ba ông thầy pháp khi mà họ tới rồi đó là làm không lợi ông út con cái khi mà họ tới á, thì đương nhiên ông ba đâu có nói cho họ biết là ờ hồi trước tôi hại em tôi chết bây giờ để trả thù ông đâu có nói vậy ông chỉ nói là trong nhà tôi có cái dòng dòng này để giữ nó giữ nó bắt mạng người hay sao đâu á cái, 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 cái tình thế mà bữa đó cái ông hàng xóm ông chết Thì ông cũng kể y chang như là người con kể vậy đó à, Nhưng mà Ông lại giấu nhẹm đi những cái chuyện hồi trước Mà cái chuyện hồi trước á Ông biết Chứ vợ ông và con ông thì không biết Thành ra là mấy ông thầy Pháp này nè Khi mà nghe nói một cái dông vô cớ bắt người Mà rội hỏi hàng xóm này nọ Thì biết ông ba cũng là một người bình thường trong xóm Ông giàu có nhưng mà ông cũng không phải là ác độc Hay là ông là cái người gì này nọ Ông cũng đàng hoàng đó thì mấy cái hoàng thầy Pháp này khi mà ông vô mà cái chắc cái chấp niệm của cái ông Út thì cũng quá lớn rồi ông muốn báo thù rồi thành ra là mấy ông thầy Pháp này nhào vô thì ông cứ nghĩ là là là, là với cái linh hồn của ông á ông chỉ nghĩ là tiếp tay với cái, cái 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 người độc ác như vậy á, thì ông đánh thôi thì mấy ông thầy Pháp này ông đánh mà ông nói cái dòng này quá dữ rồi mới gặp thầy mà nó vô đánh vậy đó cho nên là những cái ông thầy pháp khác được đưa tới để mà 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 trợ giúp với cái ông này á thì hầu như là tất cả đều là bài lễ ra để đánh thôi chứ không có ông nào mà cho ông út nói được cái lời lẽ nào hết trơn á nhưng mà làm không lợi mút thì vô tình dẫn phát cái sự hận thù của mút mỗi lúc nó còn sâu đậm hơn nó, nó nó nó, mạnh bạo hơn đó thì mấy ông thầy pháp làm không lợi nhưng mà ông út thì ông cũng không có không có giết được mấy ông thầy đó đó thì mấy ông này cũng như là ông vô pháp rồi ông hết biết cách làm sao rồi đó, thì có một ông cũng biết đến cái danh tiếng của bà năm thay vậy cái mơ đi mời muốn là nhờ bà năm hợp lực để mà cùng nhau đánh lại cái dòng này thì khi mà bà năm bà tới bà năm bà tới thì hồi nào tới bây giờ bà chỉ dông là vậy đó các bạn cái lúc mà bà còn trẻ này nọ bà còn đánh đập này nọ nha nhưng mà sau này bà cũng dùng bùa bà cũng áp chế bà cũng dùng bùa bà áp chế những cái dông cho nó sợ nhưng mà bà luôn luôn là cho nó nói Đó Thì lúc bà đi bà đi một mình mà không kêu con trai mình theo Tại bà nghe mấy thầy Pháp nói này cho mình không giữ Bà lớn tuổi rồi Giống như bà muốn làm một cái việc có đức Nhưng mà dẫu sao nó vẫn rất là mạo hiểm đối với những trong giữ Kêu con mình đi theo Lỡ mai nó nó bị cái gì đó rồi mình hối hận Cho nên là bà đi một mình Không có người ngồi đồng Nhưng Cái người con của ông ba là chú Thắng á, lại vô tình là một cái người rất là hợp cái mạng với lại cái dòng hồn của ông út Thì bà tới nhà bà nói bây giờ mấy ông đứng ở ngoài đi Mấy ông đừng có vô, để tôi vô mấy ông đứng ở ngoài mấy ông quan sát thôi Cái bà đi vô, bà đi vô thì bà dòm thấy cái dòng của ông út Mà bà dòm thì bà cũng như mà vào đó giờ bà cũng chỉ giống nhiều Bà giờ mà thấy là cái hận thù của cái này quá quá lớn Mà sao mà da không có dòm ai chứ Dòm lơm lơm vô cái người bước vô nhà tức là mình tức là bà năm xong rồi sau đó lại dòm trăm trăm vào ông năm ông ba mà bà ba thì do là bà bình tĩnh bà suy xét trước sau thành ra là bà biết được là ông năm này ông đeo bùa mà cái bùa ông bùa dữ chứ không phải bùa hiền đâu cái bà thấy làm như đúc cái gì đó là lạ thì bà mới uh... nói chung bà cũng dùng phép mà đánh á nhưng mà bà đánh theo kiểu là ông út có thì làm ngang cơ với bà chứ không phải là 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 là, 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 là à, mạnh hơn bà làm ngang cơ cái bà mới thấy là có cái điều lạ đi bà mới kiểu mà bà nói chuyện với múc á bà nói thì ông Úc cũng mới nói là tao là tao phải trả thù nghe tới cái từ trả thù rồi cái bà năm mà mới nói như vậy bà nói nếu mà muốn trả thù á thì có nhiều cái cách chứ đâu phải giờ giết người là là là, là, là trả thù lúc đó bà biết là cái câu nói này không đúng nha các bạn câu nói thật ra không đúng đâu nhưng vào tình huống đó và cái dòng chấp niệm rất là lớn là theo kinh nghiệm của bà năm thì bà nói như vậy thì bà nói như vậy cái thấy được thấy hồi cái dòng hồn cũng bút dịu dịu lại thì bà mới nói á cái người mà gây tội á thì không bao giờ mà 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 thoát khỏi cái luật nhân quả đâu còn bây giờ á nếu như mà cậu á hại uh, chết người á là cậu biết rồi cái lực âm của đâu có tha cho cậu bây giờ á sự tình như thế nào cậu qua nước kia làm sao thù quán đến mức độ như thế nào thì cậu cứ nói hết ra cho người ta biết cái mốt nó tôi nói rồi tôi nói rồi mà nhà nó đeo bùa tôi nói không được thì bây giờ tôi gửi bùa cho chú nói đó thì khi bà năm có thỏa thuận vậy xong ha thì bà mới kêu chú thắng ra thì chú thắng mới bị nhập rồi thì ông cũng không học chịu nói ông đó bây giờ nói á là phải đi kêu mấy cái người có có chức quyền ở trong 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 ấp uh, trong xóm trong làng trong xã ra thì tôi mới nói ông ba ông đó ông rung hết trơn rồi nhưng mà bản thân ông cũng có phần hối hận thành ra lúc đó là ông thở dài ông chấp nhận ông không ngăn cản đến khi mà đi mời những cái người đó rồi đó lợi tới chỗ rồi mà chính miệng của chú thắng nói ra thì ông nói ra hoàn toàn luôn ông nói là nó hồi trước nó nói gì cái gia sản mà nó hại nó hại tôi kêu bằng nó không kêu bằng anh nó hại tôi xong rồi nó, nó kia thầy bùa này nọ nó 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 yếm mộ tôi nó sợ tôi uh, về trả thù nó tới bây giờ tôi mới thoát ra được nè nhưng mà nó có bùa có bọng tôi không làm gì được còn cái ông đó đó ông mà 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 ba cha của thằng mà mới chết đó. tức là nó có bằng sớm á tại tôi kêu ông về mà ông không chịu về tôi nói ông ở lại là tôi tôi, tôi, tôi bẻ cổ ông chết nhưng mà một mực ông ông ở lại cho nên tôi mới làm ông chết còn cái ông hồi trước á cái ông khách hồi trước á em kết nghĩa của của nó đó là là là, là đang hoàng tôi thả cho về thì lúc đó là mới biết được cái chuyện của ông, ông khách rồi xong kể ra hết thì bản thân của ông ba cũng nhận tội luôn cái người vợ của ông ba là bà ba không biết chuyện đó thì chú Thắng làm sao biết Thắng đâu biết được đâu đó, thì sau khi mà bà Năm bà quá giải cái chuyện đó xong rồi bà an vị cho trong hồn của ông Út rồi thì vợ và con cũng như là ông Út khi mà trước khi ông rời đi á, ông nghe bà Năm nói các kiểu này nọ thì ông cũng là hiểu được là hồi đó ông ba Hại ông theo kiểu là cho ông không còn cái 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 khả năng để thừa kế được cái gia sản Nhưng mà vô tình thì thì, 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 thì làm cho ông chết Ông Tư dặn ông chết Rồi bây giờ con cháu này nọ Nó cũng thương Tại thật sự là ông muốn cũng theo mà Ông theo trong nhà ông biết Ông biết là bà ba rất là tốt Và ông biết là chú Thắng cũng rất là tốt Chứ ông có nhiều cơ hội để ông hại hai người này lắm Ông không hại Và chú Thắng cũng thường xuyên ở trong nhà Và nhắc nhở là tôi có chú út nghe chú út tôi đó vậy 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 đó rất là quý và ngày nào cũng thắp nhang cho chú út hết rồi chính nhờ cái sự tốt tính đó đó thì ông út ông mới tha bởi vì chú thắng và bà ba nói gì thì nói thì hai người này là không biết chuyện hồi trước cho nên là không có cái, cái sự đề phòng gì cả còn riêng về ông ba thì ông luôn luôn đề phòng đó. cái nhờ có bà ba và chú thắng cộng với những cái việc làm tốt của chú thắng với bà ba rồi lời lẽ khuyên của bà năm thì sau đó dông hồn của ông út trước khi rời đi ông cũng nói thôi bây giờ bao nhiêu đó cũng đủ rồi tôi cũng mang tội rồi cũng vì thù hận mà tôi mang thêm cái nghiệp thôi bây giờ tôi tha thứ để tôi có thể siêu thoát đó, thì sau đó bà năm mới yên vị cho út còn riêng ông ba thì uh, cái chuyện đó thì là xảy ra lâu rồi nhưng mà dẫu sao ông Ba vẫn là một cái người mà 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 có lỗi. Thì sau đó nhờ có bà Ba và chú Thắng cộng với bà bà Năm cũng như là những cái lời uh, của dòng hồn ông mút á thì ông uh, bị xử cái tội nhưng mà cũng như giữ lại cái mạng. Nhưng mà ông vẫn sống trong cái sự um, hối hận và cái sự tội lỗi của mình. Đó, thì trải qua cái sự việc của chỗ ông Ba Bà Năm bây giờ gần như là được rất là nhiều sự tôn trọng của những người ở xa cũng như là những cái ông thầy Pháp trong nghề. Là ba ông mà làm không lợi, bà vô bà Năm bà vô bà làm lại mà bà còn rạch ra được cái sự việc nó xảy ra uh, rất là lâu rồi. Thì đương nhiên ai cũng kính trọng cái bà Năm thì bà cũng đâu có cần tiền bạc gì đâu. Sau đó bà mới về, bà về rồi nhầm khi bà cũng không muốn đi xa để mà làm những cái việc tâm linh nữa cái bà cũng ngao ngán rồi nhầm khi bà nghĩ bà nghĩ là già cả rồi đôi khi không thấu đáo những chuyện này chuyện kia mà giống như ba ông thầy pháp kia vô rồi đánh vong hồn này nọ khiến cho họ quan càng thêm ức thì chỉ là gây thêm cái, cái, cái cái nghiệp thôi mà sức khỏe của bà không có để không có đầy đủ để cho bà có khả năng để môi ra để tìm ra những cái sự việc uh, bí ẩn đó thì thôi bây giờ bà ít làm lại con cái á đôi khi cái người mà lớn tuổi rồi nó mỹ mãn với nhiều điều rồi thì người ta luôn tìm một cái mới và bà năm cũng là một cái dạng người tiếp người y gian như vậy thì có nhiều lần á bà nghe người ta nói á là những cái thầy bùa giỏi thường hay uh, trong những cuộc nói chuyện á người ta nhắc tới mâm thầy bùa đó là bắt được ăn bắt bà này nọ bay này nọ bắt lời thì hồi xưa tới bây giờ bà cũng thừa biết cái chuyện đó làm được chứ không phải là làm không được nhưng mà khả năng của bà thì chưa chắc bà có thể bắt ấn bà một cách vô duyên vô cớ bắt ấn bà là là bà, bà bắt à Thầy pháp thầy pháp chứ là vô duyên vô cớ bắt bà lợi bắt ấn bà lợi này nọ là bà giặt à Cái bà năm này á bà mới suy nghĩ mới nói hồi đó tới bây giờ mình chưa có làm cái điều đó lần nào thì thôi bây giờ mình thử một lần cho 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 nó 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 biết. À, thì nhưng mà bà không có làm vô duyên vô cớ như những thầy pháp khác mà bà mới đem hương án này ra bà cúng nha. À bà cúng đó bà giống như là bắt lợi là mời ăn đó theo kiểu vậy cái ý của bà là vậy cái bà mới canh bà canh thì lần đó bà bắt ăn bà bắt bà như bà đang bay trên ngoài vậy giống như bảo có, 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 giới thiệu với bà, người á ví dụ như hồng ma đuốc thì mình nắm tay nọ đi một cục lửa bự vậy nè anh như một cái ngọn đèn vậy đó ha như cái đèn mang sông vậy đó bay ở trên vậy đó biết bà bắt ăn liền bắt bà đứng lại bắt thì đứng lại được đó, đó. bắt đứng lợi đó thì cũng bà cũng bà năm bà cũng nói thế từ giờ đó giờ tôi chưa bị giữ chân bà lại lần nào thôi bây giờ giữ chân bà lại mời bà ăn uống mấy cái này thì bà mới nói là mày giữ mày mời tao ăn mà mày mày bắt tao lại hả mày buông tao ra là mày mày, mày biết lúc này bà năm sợ rồi thì bà mới kêu là hai người con của mình ra cái tay bà còn giữ ấn nha bà kêu hai người con của mình ra bà mới chối mà nói là con ơi con mẹ tính thử một lần cho biết nhưng mà không ngờ á mẹ không vượt qua được rồi tụi con sau này dán mà thương yêu đùm bọc nhau nha thì hai người con á lúc đó là 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 quán loạn sợ hãi và không biết là mẹ mình làm cái gì nhưng mà bà năm bà nói á đi vô trong nhà đi mẹ sao kệ mẹ không có được mà 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 lại gần mẹ nghe không tại bà sợ là lỡ mà lúc mà bà 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 bị bà phạt á thì con cái nó không biết nó lợi rồi bị quả lây cái bà mới kêu vô trong nhà hết trơn bà mới ngồi ở ngoài đây bà ngồi ở ngoài đây thì bà xả ắn ra bà cũng năn nỉ hết lời xong mà xả án ra xả án ra rồi cái mấy người con mới nghe bà la la mấy tiếng á định chạy ra nhưng mà nhớ cái lời mẹ mà dặn hồi nào giờ bà nói sao là phải nghe như vậy thành ra là đâu không có dám cãi ở trong nhà không thì lâu ơi là lâu không nghe tiếng của bà nữa thì hai người con mới đi ra bên ngoài thì lúc đó là không thấy bà năm đâu ra bà năm đi đâu mất biệt đó thì mới đùng đùng chạy đi nhờ hàng xóm này nọ chạy đi kiếm bà năm kiếm dữ dằn lắm kiếm hoài kiếm hoài kiếm không gặp thì từ lúc bà năm đi á là đâu khoảng chừng là hai ngày trời á là kiếm kiếm không gặp rồi qua ngày thứ ba thứ tư rồi thứ năm bà năm bà đi ở ngoài đâu ai nhận nhà bà nữa đâu bà y giang như một cái người mà ăn xin ngơ 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 ngẩn ngơ ngơ ngẩn thì bà cứ cái bà mà 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 mà, mà, mà bà hành á khi bà hành đó bà cứ hành hoài lúc bà nhập vô rồi bà tự đánh uh, vô mặt của bà năm nó cũng như hành hạ cái thân xác bà năm vì dám xúc phạm tới bà đó còn uh, bà năm á thì cái lúc mà bốn năm ngày rồi thì cứ như bà đi như cái người mà ăn xin ngoài đường vậy thôi tại vì cái tội của bà năm á mai là nhờ bà cúng kiến này nọ nè rồi bà mới xin là tôi không biết bắt ăn thì tôi bắt bà một, một, lại một lần để tôi mời bà ăn uống này nọ thì cái tội cũng chưa có đáng chết đối với bà đối với cái bà mà ba hay trên á đó. thì bà bà không có bà, có bắt chết nhưng mà bà hành cho cái xác bị vậy và bà chưa có định tha thì vô tình cái lần đó đó bà mới đi tới cái chỗ cái sớm của ông bảy một đồng mà ông bảy thì đâu có biết đâu có biết cái chuyện đó ông một đồng một đồng chứ đâu phải là là là, là ma nào hồn nào ông giờ cũng thấy mà nhất là bà nó sao không biết ông không biết chưa á đó. đó thì cách mấy chục cái số á năm sáu ngày trời đó, bà năm mới đi như người điên người khùng vậy đó mới đi như vậy đó thì cái ngày hôm đó vô tình là ông uh, bảy một đồng ông uh, bực mình cái chuyện trong gia đình gì đó thì ông mới đi vô trong cái đồng á ông ngồi vậy đó, đó ông ngồi đó ông lùa mấy con trâu ra cho nó ăn rồi ông ngồi đó ông ngồi ông dựa vô cái cây ông đang nằm thiêu 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 thiêu, thiêu vậy nè thì bà năm bà bà, bà tới mà lúc đó giống như tinh thần bị quán loạn rồi bị bà hành quá trời rồi cái bà mới đi cái bà nói chuyện thí xô thí xào bà nói theo kiểu là uh, không ai nghe không ai hiểu gì hết trơn á rồi bà làm ồn quá thành ra là ông bảy một đồng ổng mới giật mình ông thức dậy mà đã bực mình cái chuyện trong nhà rồi mà ra đây nằm lại bị bà này làm ngủ ghê không được cái ông mới tức ông tức mà ông giờ bà này thì ông thấy là quắc lạ quơ thật ra bà đó là bà năm á cái ông mới bà này đâu mà ở đây ăn xin không biết có bị bệnh gì không mà sao mà kỳ cục thì ông vừa nói ông vừa đứng dậy ông phủi đến đi ông đi vậy cái bà năm nó chạy lại bữa nay khùng bữa nó quay đi nó ai khùng bữa nó khùng, nói khùng. Nói cái bà bà mới nhảy nhảy qua nhảy lại bà xô xô, ổng cái ông tức ông tức quá tức rồi ông đang bực bình chuyện gia đình nữa ông mới chỉ mặt đi đi chỗ khác làm gì làm gì nữa sao nãy tôi tôi làm gì bà bình thường mà nói thì ông bảy ông không có cái tính vậy đâu nhưng mà giờ lúc đó ông nóng quá ông giận quá rồi cái ông ông, ông, ông nạt nộ ông kêu đi ông đuổi đi chỉ vô mặt đuổi đi cái bà năm á thì lúc đó giống như bà bà dựa vô mày à tao nè tao nè mày 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 làm gì mày đuổi tao tới bà mà còn không dám mà, mà mày giặt ổng á các bạn ông mới nói sao ông đuổi bà bà đi đi tôi làm gì bà đâu mà bà, bà vậy đi đi bà đi không bà đi không giống như là ông không phải là ông ghét hay là ông làm gì nhưng mà là ông hù cho sợ đó cái nhờ cái lần đó cái bà bị bị văng ra là bà năm bà từ từ bà lấy lên thằng thằng chí bà nhưng mà lúc đó thì ông năm ông bảy ông một động đi mất tiêu rồi còn bà năm thì hồi nãy ba bà, bà, chỉ biết là hồi có một cái ông ngồi ở đây chăn trâu nhìn hình dáng bà nhớ thôi nhưng mà lúc đó bà bà thấy là bà cứ lỡn quẩn lỡn quẩn ở phía bà mà kiểu mà bà bà bà, à, bà lớn á bà kêu bà lớn này ha thì cái bà lớn cứ vòng vòng đó đó cái bà năm nó cũng quản quá đi thì bà biết chỗ này là quắc là quơ rồi thì bà nhớ kỹ chỗ này xong rồi cái bà mới mới đi bà đi bà đi bà về nhà này nọ bà cúng kiến bà năn nỉ bà lớn đó bà cúng kiến dữ ràng lắm mà chưa xong nha nhưng mà nói bà tỉnh rồi bà mới nói con cháu á bà nói với con bà mới nói là bây giờ á má về được đây là cũng nhờ có một cái 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 người bục đồng Là bây giờ mình dám mà biết mà bà cũng thầy pháp mà bây giờ trước tiên á là phải đi trả ơn được không được gì cũng phải trả ơn trước chứ không thôi là là má không có về gặp được tụi con đâu đó thì gia đình của bà năm mới đem của cải này nọ hay uh, rất là hậu hĩnh đem và đi đến tìm cuối cùng tìm ra được nhà của ông bảy một đồng mà bữa đó tới cái bữa mà bà đi rồi tới cái bữa mà bà đảo lợi đó thì nó cách nhau cũng cả chục ngày rồi ông bảy nó còn nhớ cái việc đó bởi vậy mới có cái chuyện là người mang ơn vô nhà trả ơn mà ông bảy không hề nhớ đó thì nhắc cái chuyện đó ra xong rồi cái ông bảy ông mới ông mới nói à, cái đó là vô tình thôi chứ đâu phải là tôi biết gì đó tôi đuổi bà đi đâu tôi chỉ tưởng bà là cái người bị điên rồi lúc đó tôi đang quạo tôi mới dậy chứ đâu phải là tôi giúp được bà cái gì đâu thì bà nam bà nam mới nói á biết là chú cũng vô tình nhưng mà nhờ có chú là một đồng chứ cái người bình thường nào mà làm được chú mới nạt cho bà văn ra thì bây giờ á tôi rất là mang ơn chú Uh, do là cái tội của tôi um, bà lớn á, bà bắt theo kiểu là cho tôi hành xác tôi chứ chưa có cho um, tôi chết nhưng mà nhờ có chú thì tôi mới được uh, tỉnh táo lại như vậy nhưng bà còn giận bà lớn còn giận lắm à, thôi tôi nhờ chú thêm một việc thì việc này á, là tôi sẽ bày đồ ra cúng kiến chú năn nỉ giùm tôi một tiếng năn nỉ giùm tôi một tiếng thì có thể bà tha cho tôi đó thì sau đó ông bảy ông thấy vậy thôi ông cũng giúp ông giúp ông đi ra ngoài đó rồi ha ông cũng ông đâu có thấy bà đâu ông đâu có thấy bà lớn đâu nhưng mà nằm bà thấy thì cũng lập cái bàn hương án ra cúng xin lỗi đồ đủ kiểu ở trên rồi ông bạn nói thôi đi à, à, bà lớn ơi à, cái người này à, người ta không biết còn bữa đó tôi cũng không biết nên tôi mới nạt bà thôi bây giờ bà bà mà nghĩ tình tôi nghĩ tình là mấy bữa nay cái bà này thì cũng ăn năn hối hận rồi à, cũng cúng kiến và à, hối lỗi rất là nhiều với lại à, hồi trước bà cũng à, công đức giúp người này người kia À, thôi giờ tha cho bà đi rồi đây tới cho bà không dám đâu thì ông cũng nói theo kiểu là cái cái người uh, nông phu chân đất nói sao nghĩ sao nói vậy thôi vậy đó mà đằng đó bà tha bà tha bà nhận lễ bà tha và bà nhập vô một cái đứa bé đi coi chung với những cái người hàng xóm á bà nhập vô bà nói á, mày á tại vì mày cũng làm có công có đức á cho nên tao không bắt mày chết á cho tao đang đi làm nhiệm vụ mà mày bắt tao lợi chế nãy thời gian của tao rồi ai chịu đó rồi lần đó tao phải bị khiển trách tùm lum hết trơn á Cho nên là tao phải hành mày Nếu như mày là cái người mà mà mà, mà sống mà không có đức độ ha Là tao giặt mày chết rồi Nhưng mà tao chưa tha cho mày đâu Cũng nhờ thằng này năn nỉ giùm mày nó xô nạt tao văn ra đó Chứ không thôi là tao hành mày còn, còn hành mày nữa Mày sẽ cuộc đời còn lại của mày nửa điên nửa khùng Lúc mày tỉnh lúc mày khùng Nhưng mà bây giờ mày, đang ăn năn hối lỗi Thằng này năn nỉ giùm cho mày thôi tao tha đó Thì sau đó mày xuất ra xứ ra cái một. Đó thì sau đó bà Năm á, là biết là mình được tha rồi, mừng hết sức mừng. Bà mới à, mọc bực hậu tạ cho ông Năm. Thì ông Năm cũng không nhận nhiều. thay vì bà đem tới giống như 10 phần đi. Ông Năm nhận chừng hai ba phần à. Giống như là là là, là bà Năm nói quá thì ông nhận vậy thôi. Đó thì sau đó bà Năm cũng về và từ đó thì bà cũng không có hành cái nghề thầy bùa thầy pháp nữa. Và bà căn dặn con cháu rồi á, là đôi khi á, có những chuyện mình tò mò muốn thử một lần cho biết nhưng đôi khi một cái lần thử đó cũng khiến cho mình hối hận không kịp bởi vậy những cái gì không tốt những cái gì không nên thì mình không nên thực hiện và thử với cái ý nghĩ là thử một lần cho biết điều đó là sai rồi câu chuyện của ông bảy một đồng mà đến đây là kết thúc rồi và đây là cũng phần chuyện cuối của ông bảy À, qua cái câu chuyện này các bạn thấy một đồng mà trước gây thiệt các bạn hơn từ pháp nữa ha đôi khi mấy một từ pháp là không lợi nhưng mà, mà làm lợi nhưng mà nói về nói á thì đó là những cái trường hợp có thể là cái số mạng nó như vậy thôi à, chứ đâu không phải là vạn năng đâu các bạn một đồng một đồng chứ gặp mấy cái dòng mà giữ qua nó mạnh quá cũng không có làm được cái gì đâu cái đó cũng phải nhờ đến những người mà người ta biết rồi câu chuyện đó là kết thúc bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo